khi ăn thịt gà, tôi chỉ tìm chỗ trốn. Hóa ra cuộc thi ở đây là vòng tròn được chọn, ăn thịt gà mà không giết ai. Cách đây không lâu, người dẫn chương trình giải trí nổi tiếng trên Internet Xia Xueer, sinh viên kỹ thuật phát sóng ác thần bốn mắt và thách ăn thịt gà, để giành chiến thắng trong trò chơi. Xia Xueer đành phải nhờ Lin Cheng giúp đỡ, chỉ cần hợp tác với Xia Xueer, chấp nhận lời thách đấu của tà thần bốn mắt, chờ đến trận chiến quyết định. Lin Cheng đột nhiên phát hiện ra rằng đội trưởng của tà thần bốn mắt thực sự đang gian lận. Trong game lúc này, hệ thống đã kịp thời nhận được đạo cụ cấp thần miễn nhiễm sát thương hách cực nhanh. Ngay khi Lin Cheng xem, tôi thấy Xia Xueer ném hết bom khói trong ba lô của mình. Lin Cheng hét lên, bạn đang làm gì vậy? Họ đi rồi, nếu tôi ném bom khói, họ sẽ không thể nhìn thấy họ. Lâm Thành không nói nên lời. Chúng ta sẽ không thể nhìn thấy chúng theo cách này. Và khi nào tôi nói tôi không thể đánh bại anh ta, tôi thấy Lin Cheng đặt đầu cấp 3 trên bệ cửa sổ. Lúc này, hệ thống nhắc nhở vẫn còn 45 giây để đạo cụ miễn nhiễm với sát thương gian lận. Bước tiếp theo của Lin Cheng giao là thực hiện các kỹ năng thực sự. Ác thần bốn mắt trong khói lửa lúc này tìm thấy chiếc mũ bảo hiểm mà Lin Cheng đã đặt trên giường. Anh ấy vui vẻ nói rằng tôi đã nhìn thấy anh ấy. Trò chơi bây giờ đã kết thúc. Bây giờ hãy chơi trò chơi và sau đó tạo một nhóm tóc. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hét lên. Và khoảnh khắc viên đạn găm vào mũ bảo hiểm, ác thần phát hiện người mất tích. Nhưng lúc này Lâm Thành từ trên cao nhảy lên đỉnh tà thần. Lúc này Lâm Thành chĩa súng vào ác thần. Anh ấy nói rằng trước tiên chúng tôi nên xử lý bạn, kẻ có thể gây hại thực sự. Giây tiếp theo viên đạn xuyên qua ngực anh. Khuyến mại chớp nhoáng thành công. Nhưng vào lúc này, tháp Dion Key đã bắt nhịp. Chỉ cần thao tác vừa thực hiện là bạn đã có thể chơi chuyên nghiệp rồi. Tôi nói còn bạn lừa đảo phải không? Và mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều nói rằng Lin Cheng đang gian lận. Lâm Thành phớt lờ lời nói của Điền Thất Lâu và đưa ngón giữa cho anh ta. Lúc này hệ thống nhắc nhở. Bắp miễn dịch kết thúc sử dụng. Chủ nhà xin chúc sức khỏe. Lúc này, cả hai bên cùng lúc hướng cửa sổ của mình vào nhau. Tôi chắc chắn sẽ thắng. Cả hai người cùng bắn một lúc. Cuối cùng, Lâm Thành thành công bắn trúng đầu đối phương. Đây không phải là một chiến thắng sao? Lúc này Lâm Thành rất ngạc nhiên vì Hạ Tuyết Nhi vẫn còn sống. Tôi tưởng bạn đã bị đầu độc cùng với một kẻ thù khác. Hạ Tuyết Nhi tự hào nói. Tôi trốn sau cánh cửa và kẻ thù không để ý đến tôi. Không nói một lời, tôi hạ gục anh ta bằng một chiếc chảo rán. Sau đó, thu nhỏ độc tình cờ đánh vào vòng tròn thiên huyền. Chỉ cần nằm xuống và giành chiến thắng. Lin Cheng vỗ nhẹ Xia Xueer. Gu gu, không tệ, không tệ. Wu Wei đã tiến bộ. Gu gu, tôi rất vui được làm giáo viên của mình. Gu gu, Xia Xueer hét lên, đừng bắn mạnh quá. Trả thù mối thù riêng tư. Sau đó Lâm Thành lấy điện thoại di động ra. Nhanh lên và cho tôi một đánh giá tốt. Con đường tơ lụa Xia Xueer diêu sinh. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Hãy để tôi giải quyết quà tặng phát sóng trực tiếp ngày hôm nay trước đã. Đột nhiên Hạ Tuyết Nhi gầm lên. Tôi. Hóa ra nhịp điệu của phòng phát sóng trực tiếp là do Hải Quân đặt ra. Lúc này, ác thần bốn mắt cũng cho rằng bọn họ đang lừa gạt. Anh ta giận dữ nói rằng tôi sẽ báo cáo họ. Lúc này Lâm Thành, ta có cơ hội. Chỉ một chút, lấy điện thoại ra và nói với Xia Xueer. Bạn có muốn xem một chương trình hay không? Tất cả những gì tôi cần là một vài đánh giá tốt.